Rồi chiều nay em có cập nhật clip một con cái bô xin nha anh chị. Đó thì bò này lưng thẳng băng, sấy tích thì nghiêm chỉnh, chân thì kiện khú, chữa bao bê lưỡng hai, chữa 8 tháng anh chị, bao chữa bao khám nha anh chị. Đó thì chân là kiện khú, đuôi dài phít gót, sấy mặt sấy lưng nghiêm chỉnh, mặt sừng có chút xíu anh chị. Thì bò này lưỡng hai đó, sấy lưng nè anh chị ơi, nghiêm chỉnh nha, em dụ dụ từ từ đó, hiền cũng hiền lắm anh chị ơi. Nó thì em lại em cũng lờ được nè nè, sấy mặt nè, sấy lưng nè, lưng đôi nha anh chị đó. Tại em cầm cái máy quay thì nó hơi nhát xíu, điện thoại hơi nhát xíu anh chị ơi. Chân là móng sò móng đen kiền khú nha anh chị, chân kiền khú rúng lên chị, xuống vú rồi bốn vú đều rúng bản anh chị ơi. Đó đuôi một chùm như cái chổi luôn đó, hiện dạng lông da nhuyễn da sát nha anh chị. Chiều cao sông uống đít cầm 1m28 nha anh chị, thì giữa lưng là 1m25 thì tầm đó anh chị ơi. Đó bò này tướng cao ráo dài đòn nha, lông nhuyễn da sát, chữa 8 tháng 3B lứa 2, bao chữa bao khám nha anh chị. Mặt cực kỳ đẹp luôn, bò này thì đứng chuồng cũng được, thả đồng thì bao ok đó. Giá là 27.500.000 nha anh chị. Đó, để anh chị gần xa thích thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó, yếm dậu thôi, khổ phải bàn luôn. Đó. Phụng hình luôn anh chơi. Lưng thẳng băng nè, cái mặt cái logo gu nè anh chị. Đó. Bò này đẻ 10 lứa nó cũng nó không dài nha anh chị. Sừng thì nó nhiêu đó là nhiêu đó nha anh chị. Sừng cui á như chút xíu anh chị ơi. Đó. Chân thì kiện khú móng đen luôn. Bò này thì nuôi mình nuôi kiểu sinh sản thì bao lại nhận anh chị. Giá cũng cực kỳ yêu thương luôn. Đó là bao ship thành phố Tân An. Đó. Đó. Thùng dạo là đuôi một chùm như cái chổi luôn. Đó. Anh chị thấy cái thùng dạo nó là khổ với bàn này. Bò này cao ráo rộng rãnh nha anh chị. Đó. Lưng lưng đôi luôn nè. Đó, bò này mình về cỏ nẻ cám đồ thêm nữa là đẻ con là nuôi mau mắc sữa nha anh chị. Đó. Chữa 3B lứa 2, chữa 8 tháng, bao chữa bao khám. Xuống vú nè anh chị ơi. Đó, xuống vú lại đó. Qua đang thui đó, cậy đu phít gót luôn. Rồi anh chị gần xa thấy kênh hay cho em một lượt đăng ký chia sẻ. Cảm ơn anh chị nhiều.